Chương 27. Chỗ giấu cuối cùng. Không có cách gì để lèo lái, con rồng không thể thấy nó đang bay đi đâu. Và Harry biết, nếu con rồng mà quẹo mặt hay nhào lộn giữa không trung thì tụi nó sẽ không thể nào bám được vào cái lưng rộng của con rồng. Dù vậy, khi tụi nó càng lúc càng lên cao, Luân Đôn trải ra bên dưới như một tấm bản đồ xám và xanh biếc. Cảm xúc tràn ngập trong Harry là mừng đã đào thoát được trong tình huống tưởng như vô phương. Cuối rạp trên cổ con rồng, nó bám chặt mấy cái dãy cứng như kim loại và gió mát đang xoa dịu làn da bị phỏng và phòng rộp của nó. Cánh con rồng vỗ trong không khí, tựa như canh quạt của cái cuối xây gió. Sau lưng nó Ron tiếp tục dốc hết hơi ra chửi thề và hôm Ione dường như thúc thích khóc chẳng biết là vì mừng quá hay sợ quá. Khoảng 5 phút sau hay cỡ đó Harry quên đi nỗi sợ hãi trước mắt là con rồng sẽ quăng tụi nó ra bởi vì con rồng dường như không có ý đồ gì khác hơn là gắn hết sức bay thật xa nhà tù với lòng đất. Nhưng vấn đề làm cách nào và khi nào thì tụi nó sẽ leo xuống lưng rồng thì vẫn còn khá là dễ sợ. Nó hoàn toàn không biết rồng có thể bay trong bao lâu mà không cần nghĩ. Cũng không biết con rồng đặc biệt này, hầu như không thấy đường. Có thể nào tìm được một chỗ tử tế để mà đáp xuống không? Nó cứ liếc chừng xung quanh thường xuyên, cảm giác như cái sẹo đang nhoi nhói. Bao lâu nữa thì Voldemort sẽ biết là tụi nó đã đột nhập vào hầm an toàn của Lestrange. Bọn yêu tinh ở Ringgold sẽ báo tin cho Bellatrix sớm tới cỡ nào. Bao nhanh chúng sẽ phát hiện ra cái gì đã bị lấy đi. Và rồi, một khi chúng khám phá ra rằng cái cướp dạng bị mất. Cuối cùng, Voldemort sẽ biết là tụi nó đang săn lùng những trường sinh linh gia. Con rồng dường như thèm khát không khí trong lạnh hương, mát lạnh hương. Nó cứ đều đều bay lên cao, cho đến khi tụi nó bay xuyên qua những cuộn mây lạnh buốt. Và Harry không thể nào phân biệt được những chấm màu nho nhỏ, nguyên là những chiếc xe hơi chạy vào và chạy ra thủ đô. Tụi nó cứ bay hoài, bay hoài, qua vùng nông thôn được chia thành từng khoảnh xanh và nâu, qua những đường xá, sông ngoài uống lượng trong cảnh trí giống như những dải ri băng mờ xỉn và ống ả. Bọn ấy coi nó Ron hét lên khi tụi nó bay càng lúc càng xa về phương Bắc. Không biết! Harry hét trả lại. Hai tay nó đã tê cống vì lạnh, nhưng nó không dám liều lơi bàn tay bám chặt. Nãy giờ nó vẫn thắc mắc là tụi nó sẽ làm gì nếu thấy gian biển ngay bên dưới. Nếu con rộng cứ nhắm ra biển rộng mà bay, nó đã lạnh buốt và tê cống rồi. Ý là không kể đến đói và khát thê thảm nó tự hỏi lần chót mà con rồng được ăn là khi nào chắc là không bao lâu nữa con rồng cần được bồi dưỡng chứ và lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra khi con rồng phát hiện được là có ba con người có thể nhâm nhi ngon lành đang ngồi trên lưng nó mặt trời trượt xuống thấp hơn trên bầu trời lúc này đã nhuốm màu lam và con rồng vẫn còn bay thành phố thị trấn lướt qua tầm mắt bên dưới tụi nó cái bóng khổng lồ của con rồng lướt trên mặt đất như một đám mây đen khổng lồ. Mọi bộ phận cơ thể Harry đều ê nhất vì phải gắng sức bám vào lưng con rồng. Có phải mình tưởng tượng ông ta? Ron hét lên sau một lúc im lặng kéo dài đáng kể. Hay là tụi mình đang tuột xuống thấp vậy? Harry nhìn xuống và thấy những cây núi xanh sẫm và những cái hồ ánh lên màu đồng đỏ trong hoàng hôn. Phong cảnh dường như nở lớn ra và thấy rõ chi tiết hơn khi nó liếc nhìn xuống qua hông con rồng. Và nó tự hỏi có phải con rồng đã đoán ra sự hiện diện của nước ngọt nhờ tia nắng được phản chiếu và lóe sáng. Con rồng bay thấp dần, thấp dần theo một dòng xoắn trung ốc. Có vẻ xoáy vào một trong những cái hồ nhỏ hơn. Mình cho là tụi mình nên nhảy xuống khi nó xuống thấp vừa đủ. Harry nói giọng ra sao với hai đứa kia. Nhảy thẳng xuống nước trước khi nó nhận ra tụi mình ở trên lưng nó. Tụi nó đồng ý. Hermione hơi ướng. Và bây giờ Harry có thể thấy cái bụng bự màu vàng của con rồng dập dềnh trên mặt nước. Nhảy! Nó tuột qua hông con rồng và lao thẳng xuống mặt hồ chân chạm nước trước. cu nhảy này ác liệt hơn nó tưởng, và nó rớt mạnh xuống nước, chìm liễm như cục đá trong cõi đầy lao sậy xanh rì và lánh cống. Nó đạp mạnh để trội lên mặt nước và nhô đầu lên, thở hào hển. Thế những dòng sóng lớn đang tỏa ra từ những vị trí mà Ron và Hermione rớt xuống. Con rồng dường như không nhận thấy gì hết. Nó đã bay tới trước khoảng 15 thước, xà xuống thấp trên mặt hồ để hớp nước bằng cái giòi sức xẻo của mình. Khi Ron và Hermione từ dưới đáy hồ trồi lên, Bung phi vào, thở hổn hển, thì con rồng bay cánh nó đập mạnh, cuối cùng đáp xuống ở tuốt một bờ sông xa tích. Harry, Ron và Hermione bơi sải qua bờ bên kia. Cái hồ không có vẻ sâu lắm, chẳng mấy chốc khó khăn của tụi nó là tìm cách vượt qua lao sậy và bùng sinh chứ không còn là vấn đề bơi nữa. Nhưng rốt cuộc tụi nó cũng ngã vịt được xuống đám cỏ trơn nhớt, ướt sũng, thở hổn hển và kiệt sức. Hermione ừ, đổ gục, ho và rùng mình. Tuy Harry giờ đây có thể vui mừng mà nằm lăn ra và ngủ, nó vẫn ráng lão đảo đứng lên rút đũa phép ra và bắt đầu ếm bùa bảo vệ thông thường chung quanh tụi nó. Khi làm xong rồi, nó nhập bọn với hai đứa kia. Đó là lần đầu tiên kể từ lúc trốn chạy khỏi cái hầm an toàn. Nó nhìn kỹ hai đứa bạn. Cả hai đều bị những vết phỏng đỏ viêm tí khắp mặt và cánh tay. Quần áo tụi nó cũng bị cháy xém nhiều chỗ. Tụi nó nhăn nhó khi phải bôi tinh dầu bạch tiễn lên những vết thương hơi bị nhiều. Hermione ừ, đưa Harry chai thuốc, rồi lấy ra ba chai nước bí mà cô bé đem theo từ tròi đất, cùng những bộ quần áo khô ráo sạch sẽ cho ba đứa tụi nó thay đồ rồi nuốt ực món nước bí. Ây chà, cái mai á là... Cuối cùng Ron nói. Nó đang ngồi nhìn da trên hai bàn tay nó mọc lại. Tụi mình lấy được cái trường sinh linh giá. Còn cái xui á là... Mất gươm. Harry nói qua kẻ răng nghiến chặt trong lúc nó nhỏ tinh dầu bạch tiễn qua cái lỗ cháy xém trên quần bò vào vết phỏng diêm tế bên dưới. Mất gươm! Ron lặp lại. Lão bần tiện hai mặt. Harry lấy cái trường sinh linh giá từ trong túi cái áo vest ướt nhẹp mà nó vừa cởi ra và đặt xuống bãi cỏ trước mặt. Lấp lánh trong ánh nắng, cái cúp thu hút sự chú ý của tụi nó trong lúc tụi nó nốc ừng ực chai nước bí Ít nhất thì lần này tụi mình không thể đeo nó được. Cái đó mà đeo toàn tan ở cổ thì coi bộ hơi kỳ cục á. Ron vừa nói, vừa quẹt miệng bằng mu bàn tay. Hermione nhìn qua mặt hồ đến bờ bên kia, chỗ con rồng vẫn còn đang uống nước. Bồ nghĩ coi chuyện gì sẽ xảy ra cho nó. Cô bé hỏi, nó có bị sao không? Bồ nói nghe như bác Harris vậy đó. Ron nói, nó là một con rồng Maioni à, nó có thể tự lo lấy thân của nó, lo là lo cho chính tụi mình nè. Vô muốn nói gì, trời ơi mình không biết làm sao cắt nghĩa cho bọn hiểu nữa. Ron nói, nhưng mình tin là bọn chúng rất có thể đã nhận ra rằng tụi mình vừa đột nhập Ring God. Cả ba đứa phá ra cười, và một khi đã cười thì thiệt khó mà ngừng lại be sườn của harry phát đau luôn nó cảm thấy hơi say sẫm gì đói nhưng nó nằm ngửa trên cỏ như bầu trời đang đỏ giận và cười cho đến khi cổ họng đau khăn nhưng mà rồi tụi mình sẽ làm gì đây cuối cùng hermione hỏi nín cười đến phát nấc cục để lấy lại vẻ nghiêm trang hắn sẽ biết đúng không <laughs> kẻ mà ai cũng biết là ai đó sẽ biết là tụi mình biết về những cái trường sinh linh giá. Biết đâu bọn chúng sợ quá, không dám báo cáo với hắn. Ron nói ra vẻ hy vọng. Biết đâu, chúng bưng bít. Bầu trời, mùi nước hồ, âm thanh tiếng nói của Ron đột ngột biến. Cơn đau bữa cái đầu Harry như một nhát gươm chém. Nó đang đứng trong căn phòng sáng mờ mờ, và một đám phù thủy ngồi thành một dòng bán nguyệt đối diện nó. Và trên sàn là một hình dạng nhỏ thó rung rẩy đang quỳ dưới chân nó. Mày nói với ta cái gì? Giọng nó cao và lạnh, nhưng cơn thịnh nộ và nỗi kinh sợ cháy trong ruột nó. Điều duy nhất mà nó sợ, nhưng có thể điều đó không đúng thế nào hiểu được làm thế nào con yêu tình run lẩy bẩy không sao ngước nhìn hai con mắt đỏ cao bên trên y nói lại vô được mốt lẩm bẩm nói lại điều đó à, 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 à chú tể con yêu tình lắp bắp hai con mắt đen của y trợn trắng kinh hoàng nơi thờ chúa tể chúng tôi đã cố 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 gắng ngăn chặn chúng bọn bọn giả giả mạo thưa chú tể đột đột nhập vào trong trong hầm an toàn của bà lê Stren. bọn giả mạo giả mạo nào ta tưởng ringos có cách phát hiện bọn giả mạo chứ chúng là ai chúng ch ch chúng là 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 là, là th 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 thằng P P P P Potter và hai đứa đi cùng và dạ, chúng đã lấy đi hắn nói giọng giúp cao một nỗi sợ khủng khiếp siết chặt lấy hắn nói đi chúng đã lấy cái gì thưa 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 th 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 chú thể một một cái cúp cúp nhỏ bằng vàng một tiếng gào rú của phẫn nộ, của phủ nhận thoát ra khỏi hắn như thể đó là tiếng rú của một kẻ xa lạ. phát biên phát cùng điều đó không thể đúng được, điều đó là bất khả. trước giờ không một ai biết được làm sao thằng nhãi ranh có thể khám phá ra bí mật của hắn. cây đũa phép cơm nguội dung lên không trung và ánh sáng xanh bắn ra khắp phòng. con yêu tinh đang quỳ gối lặng quay ra chết ngắt đám vũ thủy đang quan sát dằn tan tác trước mặt hắn khiếp đảm Bellatrix và Lucius Manfoy gạt những kẻ khác lại trong cuộc chạy đua ra cửa cây đũa phép của hắn dung lên hạ xuống dung lên hạ xuống và những kẻ còn lại đều bị giết sạch giết tức chỉ vì đã đem tin cho hắn vì đã nghe chuyện về cái cướp vàng còn lại một mình giữa những kẻ đã chết. Hắn giận dữ đi lên đi xuống. Và hình ảnh lướt qua trước mắt hắn. Kho báu của hắn. Vệ sĩ của hắn. Cây neo bất tử của hắn. Cuốn nhật ký đã bị quỷ hoại và cây cúp đã bị đánh cắp. Nếu thằng nhảy rành biết về những cái khác thì sao? Thì sao? Liệu nó có biết không? Nó có hành động chưa? Nó có truy được thêm dấu vết gì của chúng không? có phải Dumbledore là kẻ bày ra chuyện này không? Dumbledore đã chết theo lệnh của hắn. Dumbledore, cây đũa phép của lão giờ đã là cây đũa phép của hắn. Nhưng lão lại thông qua thằng nhãi, dương ra khỏi nỗi u nhục của cái chết. Thằng nhãi ranh. Nhưng chắc chắn là nếu thằng nhãi tiêu hủy bất cứ cái trường sinh linh giá nào của hắn, thì hắn, chúa tể Voldemort, ắt phải biết chứ ắt phải cảm thấy chứ hắn phù thủy vĩ đại nhất trong toàn thế giới phù thủy hắn kẻ hùng mạnh và quyền lực nhất hắn kẻ đã giết dumbledore và vô số kể những kẻ vô danh và vô tích sự khác làm thế nào mà chúa tể voldemort lại không hay biết nếu hắn chính linh hồn hắn vẫn quan trọng nhất và quý giá nhất bị tấn công bị cắt đúng hắn đã không cảm nhận được điều đó khi cu nhật ký bị tiêu quỷ nhưng hắn đã nghĩ chẳng qua vì lúc ấy hắn không còn thân xác để cảm nhận lúc ấy hắn chẳng khác gì một bóng ma không chắc chắn những cái còn lại vẫn an toàn những trường sinh linh giá hẳn là còn nguyên vẹn nhưng hắn phải biết hắn phải chắc chắn. Hắn đi tới đi lui trong phòng, đá qua một bên cái xác của con yêu tình khi hắn đi ngang qua. Và những hình ảnh nhòa đi rồi cháy lên trong bộ óc đang sụp sôi của hắn. Cây hồ, cái tròi và trường Hogwarts. Giờ đây cơn thịnh nộ của hắn đã dịu đi chút xíu. Làm sao mà thằng nhãi có thể biết hắn đã giấu chiếc nhẫn trong căn tròi nát của Gôn được chứ? không một ai từng biết hắn có bà con như dòng họ Guns. Hắn đã giấu giếm mối quan hệ, sau những vụ giết chóc ở nhà đó cũng chẳng ai lần dò dấu vết tới hắn. Chiếc nhận, chắc chắn, an toàn. Và làm sao mà thằng nhảy hay bất cứ ai biết về cái hang hay xâm nhập được sự bảo vệ trong hang. Ý nghĩ về cái mặt dây chuyền bị đánh cắp thật ngu hết sức. Còn ngôi trường chỉ một mình hắn biết cái nơi trong Hogwarts mà hắn đã cất kỹ cái trường sinh linh giá. Bởi vì chỉ một mình hắn từng thăm dò những bí mật sâu kín nhất ở chốn đó. Và vẫn còn đây, Nagini. Giờ đây, hắn phải giữ nó luôn bên cạnh, không sai nó đi làm việc giặc nữa. Đặt nó dưới sự bảo vệ của hắn. Nhưng để yên tâm, để hoàn toàn yên tâm, Hắn phải trở lại từng nơi cất giấu của hắn. Hắn phải tăng gấp đôi sự bảo vệ quanh mỗi cái trường sinh linh giá của hắn. Một công việc, như công việc tìm kiếm cây đũa phép cơm nguội, hắn phải thực hiện một mình. Hắn nên đi thăm cái nào trước tiên? Cái nào có nguy cơ lớn nhất? Một chút khó chịu chợt nảy lên trong hắn. Đừng bơ đo từng biết tên lót của hắn. Đừng bơ đo... Rất có thể liên tưởng đến dòng họ Gould. Ngôi nhà đã bỏ quang của họ có lẽ là nơi cực dấu, kém an toàn nhất của hắn. Hắn phải đi tới đó trước tiên. Cái hồ. Dĩ nhiên là không đời nào. Mặc dù cũng có chút xíu khả năng là Dumbledore có thể thông qua viện mộ côi mà biết chút đỉnh về những việc làm bậy của hắn trong quá khứ. Và trường Hogwarts nhưng hắn biết trường sinh linh giá của hắn ở đó vẫn an toàn. Không thể nào có chuyện Potter vào được làng Smith mà không bị phát hiện. Đừng nói tới chuyện vào trường. Dù vậy, cứ thận trọng cảnh báo cho Snap biết việc thằng nhãi có thể tìm cách chui vô lại tòa lâu đại. Dĩ nhiên nói với Snap tại sao thằng nhãi có thể trở lại thì ngu quá. Nó phạm sai lầm trầm trọng khi tin tưởng Bellatrix và Malfoy chẳng phải sự ngu xuẩn và cẩu thả của chúng đã chứng minh là đừng bao giờ tin tưởng sao? Vậy, hắn sẽ đi thăm căn tròi nát của Gwen trước tiên và đem cả Nagini theo hắn. Từ nay hắn sẽ không rời con rắn nữa và hắn sải bước ra khỏi phòng, đi suốt hành lang, ra ngoài giường tối thui nơi bồn nước đang phun nước. Hắn gọi con rắn bằng xà ngữ và nó trường ra nhập cùng hắn như một cái bóng dài. Mắt Harry mở bừng ra Khi nó tự lôi mình về hiện tại Nó đang nằm trên bờ hồ trong ánh hoàng hôn Và Ron cùng Hermione đang ngó xuống nó Cứ trong vẻ mặt lo lắng của hai đứa Và cơn co giật liên tục của cái thẹo trên trán nó Thì cuộc diễn thăm ngắn ngủi đột ngột của nó Vào tâm trí Voldemort Đã bị tụi nó chú ý Nó gắn gượng ngồi dậy Rùng mình Hơi ngạc nhiên là nó vẫn còn ướt tới da và thấy cây cướp nằm vô tư trên cỏ trước mặt nó. Và cái hồ xanh thẫm pha ánh vàng của mặt trời đang lặn. Hắn biết! Giọng của nó nghe lạ và trầm sau khi gào thét bằng giọng cao của vô đụng. Hắn biết! Và hắn sắp kiểm tra những chỗ cực dâu trường sinh si lên giá khác. Và cái cuối cùng là... Nó đã đứng lên ở trường Hogwarts. Mình đã biết. Mình đã biết rồi. Cái gì vậy? Rồi há hốc miệng ngó nó. Hôm mai Uni um, nhẫm dậy quỳ lên, có vẻ lo lắng. Nhưng mà bồ đã thấy cái gì? Làm sao bồ biết? Mình thấy hắn biết về chuyện cái cướp. Mình, mình ở trong đầu hắn. Hắn... Harry nhớ tới những vụ giết chóc. Hắn giận dữ ghê gớm. Và cũng sợ nữa Hắn không thể hiểu làm sao tụi mình biết được Giờ bây giờ hắn sắp kiểm tra xem Những cái khác có được an toàn không Chứng nhẫn trước tiên Hắn nghĩ cái ở trong trường Hogwarts là an toàn nhất Bởi vì Snap ở đó Bởi vì khó mà vô được trong đó Mà không bị nhìn thấy Mình nghĩ hắn sẽ kiểm tra cái đó cuối cùng Nhưng hắn vẫn có thể đến đó Trong vòng vài tiếng đồng hồ Bộ có thấy cái đó ở chỗ nào trong trường Hogwarts không? Hắn đang tập trung vào việc cảnh báo Snap. Hắn không nghĩ cụ thể đến chỗ cất cái đó. Khoát, Hôm khoát. Hermione kêu lên khi Ron chụp cái trường sinh linh giá và Harry lại rút tấm áo khoác tàng hình ra. Tụi mình không thể cứ như vậy mà đi. Tụi mình chưa có kế hoạch, tụi mình cần phải. Tụi mình cần phải đi ngay. Harry quả quyết nói. Nó đã hy vọng được ngủ một giấc. Nó đã trông mong được chui vào cái lều mới. Nhưng bây giờ không thể làm vậy được. Bộ có thể tưởng tượng hắn sẽ làm gì Khi hắn biết là cái nhẫn và cái mặt di truyền đã mất không Nếu hắn quyết định cái trường sinh linh giá Giấu ở trường Hogwarts không còn đủ an toàn nữa Và chuyển nó đi chỗ khác thì sao Nhưng làm sao tụi mình vô trường được chứ Tụi mình sẽ đi tới Hogsmeade Harry nói Rồi tìm ra cách giải quyết nào đó Khi tụi mình xem xét sự bảo vệ quanh trường như thế nào Chưa giờ ta vào tao báo khoác toàn hình đi Hermione Lần này mình muốn tụi mình sát cánh với nhau nhưng tụi mình không thiệt vừa trời sẽ tối đó không ai để ý chân cẳng tụi mình đâu tiếng vỗ của đôi cánh rồng khổng lồ vọng lại từ bên kia mặt hồ đen thui con rồng đã uống no nê và đã bay lên không trung tụi nó ngừng việc chuẩn bị chốc lát để ngắm con rồng bay càng lúc càng cao cái bóng đen của nó nổi bật trên nền trời đang nhanh chóng tối đi cho đến khi nó biến mất trên một ngọn núi lân cận sau đó Hermione bước tới trước và đứng vào chỗ của cô bé ở giữa Harry và Ron. Harry kéo tấm áo khoác tàng hình xuống hết mức và tụi nó cùng nhau xoay người tại chỗ để chìm vào bóng túi nén chặt.